Và GMC đã chấp nhận là chụp ngoại cảnh, nên những cái điều đó là những cái điều mà đương nhiên quần áo dơ nhưng mà vẫn chụp. Và chụp tới trưa thì GMC lại ra biển, chụp cho tới chiều tối thì chụp nhiều khi tới 9 giờ mới xong. Và đó là một ngày, kết thúc một ngày GMC chụp hình. Bây giờ thì xin mời GMC chúng ta cùng tất cả các bạn, những fan hâm mộ của chúng ta xem một video clip rất đặc biệt của nhóm GMC. Xin mời các bạn cùng hướng về màn hình ạ. Như đang dần phai. Vì ngày hôm nay em
xa, tình yêu cho ta những phút giây dài cờ. Tình yêu anh còn đây mà em yêu giờ đâu, còn đây là những nhớ nhung trong đời và giấc mơ về một tình yêu. Buồn trong anh còn mãi. Hôm nay nơi đây không có em, tình anh đây bơ vơ nơi phố hoang. Bóng dáng em như đang vây vai. Mình ngày hôm nay em bước đi lạnh lùng, để lại cho anh những vương mơ lớn. Biết tình hôm nay em cho chẳng ai rồi, để lại cho anh vùng trời thương nhớ. Cho ta những phút giây dài khờ, tình yêu anh còn đây mà em yêu giờ đâu, còn đây là những nhớ nhung trong đời và giấc mơ về một tình yêu. Thing.